thư chúc mừng tặng đảng qua và của đại diện chính quyền mặt trận tổ quốc các xã và huyện, các ông nguyễn văn đủ trưởng ban công an huyện, đọc bài chiến mạng của đức quỳnh giáo chủ nguyên văn văn phan chấn thanh đã đọc lại bài chiến mạng của đức thầy. Cầu nguyện quốc tế dân an có văn bản do nguyễn văn giao trưởng ban hành sự đảm trách báo cáo sơ kết hoạt động đạo sự giữa nhiệm kỳ năm 2024 và định hướng hoạt động đạo sự trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo của ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo có kèm báo cáo cho ông Nguyễn Văn Luân thành viên và đọc lại và báo cáo hoạt động đạo sự của xã của ban trị sự xã Tân Hội do Mai Văn Hội đọc lại báo cáo và kế tiếp là phát biểu ý kiến của đại diện chính quyền mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp do Dương Ngọc Khỏe phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân Hội đọc tâm thư của ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo có văn bản do Nguyễn Văn Cương phó ban trị sự và đảm trách đọc lại và phần quế mãn đáp từ cho ban tổ chức có bà Nguyễn Thị Nghiên đọc lại đáp từ của ban tổ chức sau đó là nghi thức quế mãn phần chính lễ và mời chư quý khách và chư quý đồng đạo cùng buổi cơm thay mặt với ban trị sự. Đây là chương trình vừa hôm qua và trước hết là về phần tuyên bố lý do. Kính thưa quý vị, về phần tuyên bố lý do và chương trình chi tiết lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 83 năm ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ngày 18 tháng 5 thành chánh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách và thưa quý vị đồng đạo kính mến, căn cứ hiến chương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo được đại hội đại biểu tín đồ các tôn đạo lần thứ năm nhiệm kỳ 2019-2024 thông qua chìm cái cây bà chân bạn lấy đồ chìm chân bạn ngày 18 tháng 5 ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ngày 18 tháng 5 quay hai cái nữa ghép vô cái này thì để giữ âm thanh nữa chèn cái khúc hình vô nữa mình ghép vô ha. Dạ. Căn cứ công dân bài bản quá ha. Một ngày của ban tôn giáo nội vụ theo phân bạch của ban tổ chức trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo được sự chấp thuận của chính quyền địa phương tại công văn ngày năm 2022 sau thời gian chuẩn bị tích cực chu đáo của các bộ phận trực thuộc ban tổ chức đại lễ hôm nay lúc 8:30 ngày 16 tháng 6 năm 2022 nhằm ngày 18 tháng 5 nhâm dần tất cả chúng ta tập hợp tại hội trường lễ đài chân lễ dân các cảnh qua nơi lễ đài với tất cả tấm lòng thành kính trân trọng đón tiếp các vị quan khách và vị trí hành lễ ban trị sự giáo hội có biết của con trong gì qua nè nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung hoạt động hoặc ban giáo hội đại diện tỉnh long trọng cử hành phần thành chánh lễ. Đó là lý do đại lễ hôm nay đề nghị quan khách quan minh chung dân miền Tây Vlog. Đại lễ hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện chính quyền mặt trận tổ quốc cấp huyện có ông đồng chí Nguyễn Văn Đủ, ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng công an huyện Tân Hiệp, mời quý vị cho
và đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, ủy viên thường vụ huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận. Để mời chúng ta trả lại cho ban này để phát biểu và tiến hành chủ đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ phép cung kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa các cấp chính quyền huyện, xã và các chư quý đạo hữu và chư quý đồng đạo, kính mến, hôm nay là ngày 18 tháng 5 niên Nhâm Dần, cũng là ngày chương trình đại lễ 18 tháng 5 năm Nhâm Dần ngày năm 2022, tổ chức ban trị sự thành phố và trị sự cơ sở và nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung ngày 18 tháng 5 âm lịch, ngày 16 tháng 6 năm 2022. Trong ban tổ chức, trong ngày trời 6:30 đồng đạo, 7:00 tiếp quan khách và đồng đạo vào sân lễ, và 7:30 và 8:00 thì chúng ta tiến hành vào buổi lễ. Ngày hôm nay và thành phần nghi thức, thứ nhất là tuyên bố lý do, có văn bản giới thiệu thành phần đại biểu tham dự nghi thức tôn giáo chỉnh lễ Đức Phật, chỉnh lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ. Phần nội dung đọc diễn văn khai mạc, có văn bản do Nguyễn Văn Sơn, trưởng ban trị sự xã đọc qua. Đừng lật cái máy còn. Và cùng toàn thể quý ông bà cô bác, anh em đồng đạo xa gần đến dự cái buổi lễ ngày 18 tháng 5 2022 lần thứ 83 ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo tại làng Hòa Hảo, nay là quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc. Xưa là huyện Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, nay là thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thì hôm nay được cái sự phân công của ban tổ chức cho tôi cũng đại diện để gặp lại cái diễn văn khai mạc trong cái buổi lễ 18 tháng 5, tất nhiên là ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 83. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách và chư quý đồng đạo, hôm nay ngày 18 tháng 5 Nhâm Dần 2022 tại trụ sở nơi làm việc ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hội, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 83 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Trong không khí thiêng liêng tràn đầy hạnh lạc và niềm tin tưởng vào tiền đồ sáng lạn của đất nước và của dân tộc, hai mặt ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hội, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung và ban tổ chức đại lễ, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chân thành biết ơn sự có mặt của toàn thể sĩ dĩ và quan khách, đại diện đảng chính quyền mặt trận tổ quốc,
Việt Nam toàn thể, đại diện tôn giáo bạn, đại diện các nhà hảo tâm, các cơ quan truyền thông báo chí, chư quý đồng đạo Phật giáo hòa hảo đã quan tâm đến dự lễ để sự hiện diện của quý khách, quý nhà hảo tâm và quý đồng đạo tiêu biểu. Sự đông đủ là điều khích lệ mạnh mẽ cho ban trị sự chúng tôi trên bước đường hành đạo gắn kết với lợi quốc gia dân tộc, đặc biệt đại lễ kỷ niệm khai sáng đạo Phật giáo hòa hảo năm nay được long trọng tiến hành sau khi giữa nhiệm kỳ 2019-2024 đạt được những thành tích tốt đẹp, đánh dấu 23 năm Phật giáo hòa hảo hoạt động, có tổ chức giáo hội, trong đó thành quả đạo sự năm sau đều cao hơn năm trước. Khẳng định đường hướng hành đạo vì đạo pháp, vì dân tộc, lấy việc báo đáp tứ ân làm căn bản tu hành và đúng đắn, và góp phần làm cho nước nhà trở nên cường thịnh theo như lời dạy của Đức Tôn Sư, chân tinh thần tự nguyện cống hiến cả vật chất tinh thần lo đạo, với quan niệm đời đạo liên quan dạng tối ngời, để phấn đấu vì mục tiêu chung dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh. Kỷ niệm 83 năm ngày Đức Huynh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo hòa hảo, chúng tôi tuyên bố khai mạc đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 83 năm ngày Đức Huynh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo hòa hảo, ngày 18 tháng 5 kỷ mão 1939, ngày 18 tháng 5 nhâm dần 2022. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và cho quý vị chúng con chào mừng Phật diễn văn khai mạc đã qua. Tiếp theo chương trình là Phật thư chúc mừng đặng lãng qua quà của đại diện chính quyền mặt trận tổ quốc cấp xã. Vậy trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Tủ, trưởng công an huyện Tân Định đến để tặng quà. Và trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Sơn đến để nhận quà. Và một phần nữa cũng trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Cương đến để nhận một phần quà. Mời quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay.
Kính thưa quý vị và phần tặng hoa quà đã xong, tiếp theo chương trình là tặng lại bài chiếu mạng của Đức Quỳnh Giáo Chủ có nguyên nhân và cho đồng đạo Phan Chấn Thanh gặp lại để trân trọng kính mời ông Phan Chấn Thanh thành viên trong ban quản sự đến để đọc lại nguyên nhân của bài chiếu mạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. 396 đàn với 600 năm cây được tiếp tiếp số người dự khoảng 48.320 người. Bốn nửa nhiệm kỳ qua mở được 28 lớp tại chín tỉnh thành phố, có 6.545 học viên tham dự, trong đó học viên chính thức 6.528 học viên dự tuyển mạo 1.523 học viên. Đức thầy dạy ơn nguyện hiểu truyền dựng chuyển các hai vị từ thánh địa Phật giáo và lập một vàng hương án trên vàng của nha đèn qua mắt. Đức thầy mặc áo càng dài lên nha đèn và các bàn thờ rồi vung tay lễ đến trình diệu vàng chủ quyền và nguyên thanh bảo đoạn rồi ngài định đức ông đức bà và ông ngồi trên ba thanh ghế, còn số đồng đạo người đứng người ngồi thanh đông. Đức thầy trang nghiêm hành lễ hướng đánh và ba hướng phụ rồi nối trước vàng hướng án hướng cầu tuyên đọc bài chiếu mạng và công bố khai đạo. Tiếng ngài vừa đọc vừa gian đờn vừa cao đốc ai nấy lắng nghe tình thị thương không ai còn nhớ hay xét lại được vì việc giáo dục chưa giúp thành nhân bản. Mãi đến năm nhâm ngũ 1942 kỷ niệm ngày khai đạo năm thứ tư tại nhà ông ký giỏi ở Bạc Liêu, thầy mới viết hai văn tự về nội dung và tiêu đề bài thuyết mạng tại vị. Trong đây ngài cho biết các lý do và sứ mạng ở lâm phàm khai đạo cộng với dấu trách nhiệm cùng phương pháp độ đời của ngài, do đó bài thuyết pháp này ban sưu tập mới cho tiêu đề là đúng lạc của Đức Thầy và các đầu bằng nguyện chấp nhận nhân dân giáo viên bằng bộ kính mời quý vị lặng tâm theo dõi. Ngày 15 tháng 5 năm kỷ mạo, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoàng thượng thuộc nguy cơ thảm họa sắp tàn ăn. Ta đây tuy không thể xem xét huệ linh mà đủ hai tai họa chiến tranh tàn bạo cho đời người tàn bạo kinh nhân, nhưng mà thử nghiệm xin trong dòng thử nghiệm tham này đã qua địa cầu cao độ trái xe vì cơ pháp vị trí như hồi ở đây hải ngoại để thu thập những điều đã học kinh nghiệm và truyền lòng mê chi đã chúng sanh chẳng khổ
chỉ lúc còn là người không biết tình tham lòng không thế đồ mà nhận quản thân biết thế xuống dân nhân công thân chịu muốn khi nay cơ hồ đà cũng còn tâm trí ngồi xem lòng nghe kinh ngao 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 tứ hải dạo dạo thiên ba cảnh an nhàn của người hiểu đạo muôn ngày vui sự đón lập tàn sao cũng ngồi nơi ngôi vị mượn quả bồ đề cùng họ mà còn nghe lỏng tiếng gió hùng thần thành việc cần dê ghe vì lòng từ ngày trước cha nhân thương mất tính tới hồi tai họa phật thiên đà chỉ rõ mấy nhiều quyền bị biển lặng ngồi trong hoa chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho chứng vị chứng ngôi người đủ khác diễn căn để giáo truyền hiện tại nào định ngôi con thứ gây cuộc hòa bình cho nhãn quốc tiêu vang thiên tào đà đặc định các chúng sanh trong thế giới trong cái buổi hạ ngôn này xây mê vật lực chìm ngẫm trong biển lợi gây nên nghiệp họa lục trời đà chỉ tội chết kẻ hiện căn thì giết người tội ác quá nhiều chư phật có nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm thành độ thế trước cha công cứu khổ sau chỉ đỏ cho tình khuyên sẽ hết hướng thiện quay đầu cải tà thi chánh thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội thân để biết đến hôm qua cầu trước biết rõ luật trời hưởng lạc cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu kiến diện vẫn chân sinh tu hành mình nao bất quả sao làm nhân vật bất hưởng sự thái bình bởi đời này phải môn bế mạc thánh đạo thanh nhân người tâm trí tối đen đời lắm ma dương thấy đối ta là một trong các vị cứu trời ai điểm đạo hay quốc tổ nào thì cũng phải trở về quốc tổ ấy mà trở thế thiên nhân vì thế lòng từ bi bá ái cùng phù hợp những linh hồn đã trở duyên trong nhiều kiếp ta đang cày của mình nên ngày 18 tháng 5 năm kỷ mạo ta hóa hiện ra đời để tiếp tục chúng sanh tuy là nhân dân mới rõ pháp mà cũng thành các lượng khác khởi đồng có về đâu chuyển kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ta trở thế nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm tính tự nhân cánh pháp trên kèm của đức hồng trung thánh yêu góp phần cây những nước nhà ngài lên đường xin trân trọng cảm ơn nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà các tác phong giáo bản
kính thưa quý vị quan khách và xin kính thưa quý vị các nhà hảo tâm từ thiện kính thưa quý vị bạn đạo và quý vị quan khách thì hôm nay tôi xin đọc lại báo cáo của quý vị 6 tháng đầu năm 2022 như sau. Thì báo cáo hoạt động của ban thường vụ Phật giáo Hội Thánh Tin Lành trong những 6 tháng đầu năm 2022. Nay ban thường vụ Phật giáo Hội Thánh Tin Lành báo cáo qua các trường hoạt động năm 3. Được đồng đạo tin tưởng và nhiệt tình hưởng ứng, thể hiện rõ tiêu chí người tín đồ tốt và người công dân tốt. Hiện nay nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa xã hội và hội nhập sâu với thế giới, để phát triển bền vững chúng ta cần phải giữ gìn phát huy đạo đức và văn hóa truyền thống của dân tộc như lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, thân ái nghĩa tình, tri ân và báo ân, cần kiệm tốt thắng lo làm ăn và lo tu hiền nhân cách. Bên cạnh đó, chúng ta phải rèn luyện thêm những đức tính có nó phù hợp với nhu cầu phát triển đất nước và nhu cầu thời đại mà Đức Thầy gọi là đức tính cao cả. Những đức tính ấy phải khả thi, tức được thực hành trên thực tế và có công năng đem lại cả phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Dựa vào ý chí của Đức Thầy, đồng đạo chúng ta cần học tập và rèn luyện thêm tinh thần cầu tiến, học hỏi và học suốt đời, sống và làm việc theo khoa học, ý thức bảo vệ và môi trường sống và thêm việc theo và làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Kính thưa chư vị đồng đạo, cứ mỗi lần kỷ niệm ngày khai đạo, mỗi đồng đạo chúng ta có thêm một năm thì giáo pháp đạo Phật tu nhân để tiến dựng chắc về phía trước. Mỗi đồng đạo, mỗi tổ chức đạo cần nhìn lại đoạn đường đã qua, nhận rõ tình hình, phân tích chính xác nguyên nhân, ưu điểm tồn tại, kế hoạch định đúng bước đường sắp tới. Từ ban tổ chức có giải mạng hôm nay xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Nguyên đó để đọc lại bài các phát biểu của anh chị trưởng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà.
trong cái nói chung nói riêng là tiếp tục giáo hòa đạo. Vì vậy mà trong cái buổi lễ nào cũng có tập kết cái vấn đề cầu an cầu nguyện, đó là cái sự là những tư tưởng của tín đồ để cầu cho thế giới mình lúc nào cũng được độ. Vì vậy thì cái buổi cầu an hôm nay tôi cũng là đại diện đó, thì để tham qua cái chương trình thì mình chỉ có đứng lên sáng ba sáng và mình cầu an, và sau phần cầu xong thì chúng ta sáng cũng sáng là như vậy thì trở lại cái phần đi cũng như là thường lệ. Thì bây giờ mời quý vị chúng ta đứng lên. Theo cái tinh thần cầu an ấy, thì trước chúng ta có hành Phật, nhưng mà muốn cho nó tự tiện thì ở đâu cũng Phật cũng chờ tâm thành chí nguyện, nhưng mà ở đâu Phật cũng chứng. Vậy thôi mình hướng về phía trước cũng như cái không gian, mình đồng cúi đầu chuẩn lễ ba sáng. Như nào có phương tiện thì chúng ta chuẩn lễ, còn có thì chúng ta cúi đầu cũng được, để cho nó tiện về. Thì để tiếp theo cái phần là cầu an thì vì chúng ta ổn định để tiến hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ Phật Thầy quan tự tại đại thành chi quan tự thành chi niệm sanh thần chi niệm năm non hải quốc đảm chứng minh. Nay là ngày 18 tháng 5 kỷ niệm 83 năm ngày Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, chúng con đồng nguyện cầu các tính ơn trên gia hộ cho thế giới và đất nước Việt Nam được hòa bình an lạc, mưa thuận gió hòa, dịch bệnh COVID-19 được tiêu trừ, toàn thể đồng bào và nhân loại được giảng sự lành, phổ độ cho bá tánh vạn dân, vạn dân tiêu tai tình sự giải thoát mê linh. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị có phương tiện xá hữu xá thay niệm của bạn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và mình cúi đầu xá ba xá Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và buổi cầu an đến đây xong rồi thì chúng ta sẽ đón. Bây giờ thì chúng ta làm gọn để tiện cho bà con. Thì đến đây chúng ta trả lại cho chúng con và còn cái bộ phận của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Và trước phần cái mạng là phần đáp từ của ban tổ chức có nhân bản, các bên trọng kính mời và những vị viên và tại nhân bản cái mạng để đọc kính mời. Thank you.
chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tân Hội thay mặt các ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tiếp tục ghi nhận đánh giá cao sự nhiệt tình hưởng ứng và sự đóng góp tích cực của toàn thể tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong sự xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trong các phong trào thi đua yêu nước do đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc phát động, từng bước nâng cao cuộc sống của tín đồ địa phương nói riêng và của cộng đồng nói chung theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đại lễ đến đây đã thành công tốt đẹp trong tinh thần đoàn kết, cẩn thị, tiết kiệm, an toàn, đã là một động viên to lớn để ban kiểm sự và toàn thể tín đồ phấn đấu đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong bước đường hành đạo gắn kết với sự lợi ích quốc gia dân tộc. Cảm ơn các cơ quan chính quyền và các thiếu úy đồng đạo dự lễ đã gửi thư chúc mừng và tặng hoa đến dự trao quà tặng hoa chúc mừng đại lễ kỷ niệm 83 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Xin cảm ơn các cơ quan thông tin đại chúng, các đài báo địa phương đã ghi nhận và truyền tải hình ảnh tin tức đại lễ đến đồng bào. Xin cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã đóng góp tài vật cho đại lễ. Quý anh chị trong ban tổ chức không quản nắng mưa, các tiện gia đình hoàn thành nhiệm vụ được phân công, góp phần cho đại lễ thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, tôi long trọng tuyên bố. YouTube là YouTube đó. Cá nhân thì YouTuber là cũng vậy đúng không? Nhưng mà cá nhân thì chỉ riêng mình. Cũng vậy cho nên em làm cả nước cả thế giới đều biết cho xem hết. Và thằng đáp từ chúng anh cũng biết tới trong đến phần nghi thức giới hạn của lễ hôm nay, là trân trọng quý cô bác cùng như quý lãnh đạo chúng ta là những lễ làm đi của mình. Và quý vị trang nghiêm một phút kính lễ Đức Phật, kính một phút kính lễ Đức Thầy. Chỗ tiếp một buổi cơm sinh mạng. Nam Mô A Di Đà Phật.
công tác phát gạo của chi hội ở đây là khi làm lễ bế mạc xong thì chi hội phát gạo cho bà con. Cán bộ của xã huyện Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.